Chào các bạn, hôm nay trong clip này tôi nói về một chủ đề rất hay, đấy là thử thách trong cõi tâm linh. Tại sao tôi nói là thử thách trong cõi tâm linh? Vì bất cứ ai đi sâu vào nghiên cứu, đi vào tập luyện đều có những cái thử thách, đặc biệt thử thách về bản ngã, về ma đạo mà chúng ta phải vượt qua. Nếu không vượt qua thì chúng ta sẽ rơi vào cái ảo tưởng rất là lớn. Ma đạo hay tà đạo hay là thử thách tâm linh, có nghĩa là khi các bạn đi nghiên cứu sâu hoặc là các bạn chuẩn bị làm những cái gì mà liên quan nhiều đến tâm linh thì thường có những cái thử thách. Thử thách làm cho bạn bị ảo tưởng vào cái sức mạnh của bản thân mình. Cái đấy nếu các bạn xem những cái clip trên mạng thì có rất nhiều. Bạn thường sùng bái và ngưỡng mộ nhiều người có khả năng này, có khả năng kia, mà những khả năng đấy đều theo lời kể chứ không có một cái gì chứng minh cả. Giống như tôi nói là có người mà người ta là ảo tưởng, người ta kể là ui rồi hôm nay tôi khấn một cái gọi mưa thì tự nhiên là trời mưa. Cũng có thể, cũng có khả năng tâm linh cho bạn một số cái giả tưởng để bạn tin rằng à bạn có một năng lực siêu nhiên, nhưng thực tế là bạn sẽ không làm được. Và phần lớn những người ngoài kia ảo tưởng về việc là viết linh phù đuổi bão hay là dùng khả năng gọi mưa thì phần lớn là đang bị ảo tưởng, tức là họ không vượt qua được cái bản ngã của mình và tâm linh cho họ một cái khả năng không có thật. Đó là lý do tại sao mặc dù là tôi hay là rất nhiều đệ tử hoặc là những cái bạn nào học công cụ, học linh phù, tôi đều hướng dẫn tạo ra được cái khí dương. Nhưng nếu mà nói về để dùng chữa bệnh thì tôi rất thận trọng, rất cẩn trọng. Vì sao? Vì mình biết là nó có dương khí rồi, nhiều người phản hồi tốt rồi. Tuy nhiên mình vẫn rất sợ là đây chính là cái thử thách về tâm linh mà mình có vượt qua được hay không, hay mình lại đi theo những con đường của những người đi trước là cũng lao vào tà đạo, lao vào ma đạo, lao vào cái giả tưởng, lao vào cái tưởng vở là mình có thể giơ tay được cái là chữa được hết bệnh này bệnh kia các bạn. Đấy là cái chúng ta phải vượt qua cái thử thách của bản thân. Nên dù tôi biết là có thể mình tạo ra cái khí dương nhưng mà tôi rất cẩn trọng. Tôi có gửi bảo một bạn đệ tử ở Phú Quốc, nhà bạn gần biển mà. Tôi nhờ bạn ra biển, bạn quay cho tôi cái clip sóng biển. Bạn có thể bạn sẽ nghĩ là ô việc gì phải cầu kỳ như vậy, trên mạng đầy, trên mạng có rất nhiều, nhưng mà thứ nhất tôi không biết nguồn gốc, cái thứ hai là rồi vấn đề bản quyền. Đúng ra mình tự chạy ra biển quay là tốt nhất, yên tâm mỗi mình có. Còn chẳng nhẽ mình lại nhờ vào bạn điện tử quay xong bạn xóa đi thì tôi cũng chả bảo. Tôi test đã. Bạn quay cho tôi 2 cái clip 5 phút rất là tuyệt vời. Lúc đầu tôi bảo chỉ cần một cái thôi, nhưng bạn quay cả 2 thì hôm nay tôi sẽ test luôn là 2 cái tiếng sóng biển mà tôi định sử dụng. Tạm thời nhé. Vì đang Covid tôi không ra biển được. Tôi không có xe mà đang Covid tôi không ra biển được. Thì tôi lấy một cái ca nước lọc. Bây giờ tôi lấy luôn cái ca nhựa này cho các bạn dễ nhìn bên trong mà không có gì. Tôi có 3 cái cốc. Tôi cũng test thôi, hai cái clip bạn ấy gửi sóng biển và cái clip thứ 3 là tôi thử giơ tay không làm gì, giơ tay không xem. Tất nhiên là cứ nói giơ tay thôi mình vẫn phải truyền khí vào, nhưng truyền khí ở xa, không mình không chạm tay vào nữa, mình truyền khí từ xa xem là cái hiệu quả đến đâu và có thành công hay thất bại thì tôi vẫn phải nghiên cứu tiếp, chứ không phải là một phát là được đi chữa bệnh luôn. Không, tôi rất cẩn trọng, rất cẩn thận. Đây là cái ca nước lọc của cái hãng gì 10 cấp ở Việt Nam, có 2 hãng tôi cũng chả nhớ tên, tại vì là văn phòng tôi mua một hãng và ở nhà tôi mua một hãng khác, tôi đề phòng nên là tôi mua 2 hãng khác nhau thì tôi có cái để test.
nhưng mà dưới này tôi cũng chả nhớ của hãng nào. Ô sao cái này nó mạnh nhỉ? Nước lọc khi nó mạnh hơn. Để xem lại, có lẽ tôi phải di chuyển cái này xa ra một chút cho đỡ ảnh hưởng. Cái này nó cũng đã cứng rồi nhưng mà tôi vẫn chưa bóc, thì chờ làm nốt clip này tôi bóc sao nó đấy vẫn mềm, vẫn hơi cong cong. Ô sao nước lọc hôm nay rất là mạnh các bạn, làm cho mình cứ tưởng do ảnh hưởng nước lọc không, lấy nước lọc không. Từ nãy tôi lấy nước lọc nên là nó mạnh quá nên tôi vừa đổ đi, tôi quay rồi lấy cái nước máy thôi. Lấy nước máy nó không có cái gì thì mình đo dễ hơn. Đấy, nó không có gì. Lấy nước máy nó không có gì thì chúng ta mới dễ đo đạc được. Không hiểu sao hôm nay cái nước lọc thì nó cao. Nó cao quá. Có thể do cái khoáng, cái tạm khoáng nó ra nhiều. Đây, cái cả cốc này có 4 cốc giống nhau. Cốc này là cốc được tặng, nó cũng thế thôi, nó không mạnh hơn đâu, nó đẩy lên một ít. Bây giờ tôi sẽ lần lượt tôi bật cái clip của bạn ấy gửi cho tôi, hai clip tiếng sóng biển. Tại vì nếu mà thành công tôi sẽ chữa bệnh từ xa trên cái nền sóng biển này. Các bạn xem những cái clip trước của cái ông người Nga rồi nhá, thì là đã hiệu quả rồi đúng không? Bây giờ đây, clip tiếng sóng biển của bạn ý gửi tôi, có hai clip và quay rất là đẹp, rất là tuyệt vời. Đấy, tôi bật nhỏ đi một nửa. À, 3 phút thì để cho đỡ mất thời gian của các bạn thì tôi cũng chỉ để 1 phút rưỡi thôi. 1 phút rưỡi là tôi sẽ đo luôn. Tôi có cục đá để làm cà phê mà nó không chịu tan luôn. Bản thân tiếng sóng biển nó cũng là một cái nguồn năng lượng rất tích cực, đã có thể hỗ trợ chữa bệnh rồi. Còn nếu mà chúng ta biết sử dụng năng lượng tâm linh, có nghĩa là tôi, mặc dù tí nữa tôi biểu diễn là tôi dùng tay, nhưng mà thực tế là tôi không truyền khí đâu các bạn. Truyền khí mình vào như tôi nói là rất mất công mất sức, mà tôi xin năng lượng tâm linh từ Thái Thượng Lão Quân, từ đạo gia truyền vào. Cái năng lượng dân gian thì khoảng 1 phút rưỡi thôi các bạn nhé. Tôi sẽ 1 phút rưỡi này tôi sẽ cho sang cái cốc này, và tôi không cất cốc nào đi để cho các bạn thấy, không cất đi các bạn phải nhớ tôi bê đi ra này và nhớ lại có ai đổ cái gì vào đúng không, nhiều người hay nghi ngờ lắm. Này đấy, 1 phút rưỡi. Ô đấy, 1 phút rưỡi tiếng sóng biển các bạn nhé. 1 phút rưỡi tiếng sóng biển này, 1 phút rưỡi tiếng sóng biển này. Tôi vẫn nói là với những bạn mới đo, các bạn nên dơ lên ít nhất 5 lần nhé. 5 lần, và cái nào nó nhiều nhất thì chúng ta lấy cái số lượng đấy. Ra đây cái cốc đầu tiên được 60. Đấy, tôi quên mãi nói chuyện với các bạn là clip này, cái phần này là bị lỗi rồi nhá, vì là tôi phải lấy cái tiếng sóng biển thứ hai. Đây, tiếng sóng biển thứ hai thì cho vào cốc này. Nó vẫn được khoảng 1 phút thì tôi lấy 1 phút đấy được rồi. Đây vẫn là tiếng sóng biển từ ban nãy này. Vẫn là cùng một clip nhưng mà tất nhiên là tiếng sóng nó vỗ khác nhau đúng không, cũng thế thôi các bạn. Nó cũng đẩy ra đây, nó cũng đẩy ra cái chỗ này 60. Cái clip đầu tiên là được 60, cái clip thứ hai thì không biết được bao nhiêu, và clip thứ ba là tôi sẽ dùng truyền khí. Tôi không truyền khí của bản thân mà nói trước để các bạn biết cái cách tôi thực nghiệm. Như tôi có nói là đấy, chúng ta làm phong thủy hay làm bất cứ cái gì chúng ta phải có cái
đo đạc thì chúng ta mới nói chuyện với nhau được. Còn cứ nói suông là tôi giỏi lắm, tôi làm được cái này nói kia thì chúng ta dễ bị ảo tưởng lắm. Dễ bị ảo tưởng. Gần hết rồi, nhưng mà gần hết cái chỗ đoạn quay nên là tôi đo luôn cho các bạn. Cái này yếu hơn một chút này, cái này nó lên đến cái góc 45 các bạn, nó lên được cái góc 45 này, này lên cái góc 45. Vậy tôi sẽ dùng cái clip đầu tiên. Xong ba thứ này, xong cái test thì tôi sẽ lấy cái clip đầu tiên, cái nền nhạc đầu tiên, có thể là nó vỗ vào cái sóng mạnh hơn. Hai thứ nó khác nhau, một cái là cũng cùng vị trí đấy thôi, nhưng mà đây là hình ảnh là thấy nó toàn biển không, còn bên này là thấy sóng nó vỗ hẳn vào bờ đá, nên là có thể là năng lượng nó mạnh hơn. Và bây giờ thì tôi vẫn cái cốc nước đấy, đúng không? Cốc nước đấy tôi đo lại cho các bạn xem. Chưa có gì, đúng không? Chưa có gì, có gì và không có gì, tôi vẫn để nguyên vị trí đấy thôi. Và bây giờ tôi sẽ chỉ dùng một phút, tôi xin năng lượng của Thái Thượng Lão Quân, của đạo gia truyền vào, chứ tôi không dùng năng lượng của tôi, và tôi cũng không dùng biểu diễn giơ tay làm cái gì. Như tôi nói là biểu diễn giơ tay các thứ dễ làm cho mình rơi vào cái vòng ma đạo. Tất nhiên là ngồi được ra như này mà mình chỉ xin cái năng lượng tâm linh thì nó không hay, đúng không? Nên là nhiều một khi phải biểu diễn giơ tay giơ chân rồi các kiểu cho nó sinh động, đúng không? Hoặc là giơ tay này như nó như kiểu mình đang truyền khí phát sóng thì nó sẽ hấp dẫn hơn. Tất nhiên đây là tôi đang nói chuyện thêm thôi, chứ đấy là tôi xin rồi. Xin rồi thì thực ra cái nội dung câu lệnh nó cũng dễ thôi. Những ai học công cụ thì biết cách xin đấy. Và bây giờ tôi để khoảng một phút, thế này tôi đo. Bây giờ mạnh quá các bạn, này đẩy rất là mạnh luôn, đẩy 90 độ luôn, đẩy quá 90 độ, tức là các lần đều qua 90 độ, khoảng 10 coi như là được 100 độ các bạn. Đấy là tôi mới xin đúng một phút, tôi xin năng lượng đúng một phút rồi. Đấy, các bạn thấy, nên là như tôi nói là tại sao thực ra mình hoàn toàn làm được, nhưng mà tôi vẫn muốn phải xem cái ông người Nga làm như thế nào. Nhưng mà khi nhìn cái cách ông người Nga giơ tay trên sóng TV từ cái clip năm 1980 thì tôi hiểu rằng là tôi hoàn toàn có thể xin được năng lượng đạo gia để tăng cái sức mạnh cho cốc nước. Và bây giờ thêm một cái thử thách khác nữa là tôi phải lấy một cốc nước không, tôi đo lại cái đoạn một phút mà tôi ngồi tôi nhẩm xin mấy giây đấy, để xem là nếu tôi dùng cái clip đấy thì có tăng năng lượng cho cốc nước trước mặt tôi hay không. Lần này tôi lấy một cái ca nước nhỏ hơn để cho nó khác với ca nước trước. Ca nước này thì cũng là nước máy, chưa có gì hay nói đúng ra là không có gì. Bây giờ tôi tìm lại cái đoạn tôi vừa mới quay xong, vừa quay mà lúc tôi ngồi đây, cái lúc tôi đang bắt đầu ngồi đây nha các bạn. Đến cái phần nói là tôi cắt luôn.
tức là nó rất ngắn, chỉ ở bao nhiêu giây đấy các bạn có thể đo lại sau. Tôi chỉ đo đúng cái một tí tẹo thế thôi. Ồ, vẫn hiệu quả các bạn nhé. Tức là cái phần tôi xin năng lượng đấy không, nó cũng đã lên được 60 rồi này. Xin lại nó đã lên 60, tức là không phải xin lại mà tức là mình lấy cái clip đấy mình quay, mình quay mình phát, mà tức là chỉ mình ngồi không, mình xin năng lượng như thế nó vẫn phát ra được 60. Tôi không nhớ là cái của ông người Nga kia là được bao nhiêu, nhưng mà nếu như vậy có nghĩa là cái năng lượng của tôi lưu giữ vẫn rất tốt, và có nghĩa là cái này là cái năng lượng thực sự, cái năng lượng thực sự. Mình phải cẩn trọng test rất kỹ để không bị rơi vào ma đạo, tà đạo, hoặc là mình phải vượt qua những cái thử thách tâm linh. Tuy nhiên bạn cũng sẽ chưa thấy clip hướng dẫn chữa nâng cao sức khỏe của tôi luôn đâu, vì tôi sẽ còn cho các bạn xem rất nhiều cái test khác. Mình phải vượt qua được mọi loại test mà trong đầu mình nghĩ ra, thì lúc đấy là nó mới gọi là một cái thứ năng lượng bền vững và hoàn hảo. Còn nếu mà chỉ nói khơi khơi ra là tôi giơ tay tôi chữa bệnh đây rồi thì cũng sẽ giống như cái người ngoài kia, sẽ rất dễ vào ma đạo tà đạo các bạn. Nên là các bạn phải chịu khó chờ. Tôi đang tìm rất nhiều cái máy móc để có những cái test nó rõ ràng hơn, cụ thể hơn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và hẹn gặp lại trong clip tiếp theo.